Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục với series Pseudosuchia, series dành riêng cho một trong hai dòng dõi lớn nhất của thần lằn chúa, bên cạnh dòng dõi Avimetataxalia của khủng long, rực long, bao gồm cả chim ngày nay. Xin được nhắc lại, Pseudosuchia chính là nhánh bao gồm cá sấu hiện đại, tổ tiên cũng như những họ hàng cổ xưa hơn của chúng, và chúng đã có lịch sử lâu đời cùng vị thế thống trị trong một thời gian dài của kỳ Tam Điệp, trước khi sự kiện tuyệt chủng Tam Điệp Jura xảy ra, buộc chúng phải nhường lại vị trí cho những anh bạn khủng long suốt 180 triệu năm tiếp theo. Dù vậy thì Pseudosuchia vẫn giữ những vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái, một số trở thành những kẻ săn mồi lớn nhất của thời đại khủng long, như Deinosuchus hay Psychosuchus. Ở trong những phần trước thì chúng ta đã điểm qua những nét tổng quan về Pseudosuchia cũng như những kẻ săn mồi đáng sợ nhất kỳ Tam Điệp thuộc nhóm này. Vậy thì ngày hôm nay hãy chuyển sang một khía cạnh khác, một nhóm khác của Pseudosuchia, những giống loài ăn thực vật. Thật là khi biết rằng cá sấu, những kẻ săn mồi bán thủy sinh kinh khủng nhất mà chúng ta biết ngày nay, lại từng có những họ hàng ăn thực vật. Hơn thế nữa, chúng còn đi trước khủng long khi tự trang bị cho bản thân những bộ giáp hạng nặng để đối đầu với các loài ăn thịt, tương tự những gì chúng ta thấy ở nhóm giáp long sau này. Chúng là ai? Ngày hôm nay, mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về Itosauria, một trong những nhóm Pseudosuchia độc đáo nhất. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Vào năm 1844, nhà cổ sinh vật học người Thụy Sĩ Louis Agassiz đã phát hiện một số hóa thạch tại Elgin, Scotland, mà ông cho là từ một loài cá của kỳ Devon. Tuy nhiên, đây thực chất là một sự nhầm lẫn vì Agassiz đã xác định sai niên đại của địa tầng nơi tìm thấy hóa thạch. Ông cũng nhận nhầm các vảy xương của sinh vật này là vảy cá hình thoi, và dựa vào kích cỡ của chúng thì ông đoán nó là một loài cá vây thùy khổng lồ như Megalithus. Ông đặt danh pháp cho nó là Stagonolepis. Sau đó ít lâu thì nhà sinh vật học người Anh Thomas Henry Huxley đã đánh giá lại các mẫu vật Stagonolepis mà Agassiz mô tả và nhận thấy. Những chiếc vảy cá hình thoi kia thực chất là vảy xương của một loài bò sát giống cá sấu. Nhưng hóa thạch có chất lượng tốt hơn sau đó đã củng cố quan điểm của Huxley, chứng minh Stagonolepis không phải là cá. Trong thập niên 1870 thì tại Đức, người ta cũng khai quật nhiều mẫu vật tương tự, trong đó có một bãi hóa thạch với 22 bộ xương còn tương đối nguyên vẹn trên một diện tích chỉ khoảng 2m². Năm 1877, nhà cổ sinh vật học người Đức Oscar Frasch chính thức thành lập chi bò sát Itosaurus để mô tả những mẫu vật này. Itosaurus có nghĩa là thần lằn đại bàng, bởi hộp sọ của chúng có dạng hẹp, hơi dài và mõm nhọn, trông khá giống đầu của đại bàng. Tại Mỹ thì người ta cũng bắt đầu phát hiện những hóa thạch của các động vật tương tự, đầu tiên là do công của nhà cổ sinh vật học Edward Rinker Cope với Typotorax vào năm 1875. Episcoposaurus vào năm 1877 đều tại bang New Mexico. Tuy nhiên, ban đầu thì Cope cho rằng chúng thuộc nhóm Phytosauria, một nhóm thần lằn chúa sống dưới nước giống cá sấu cũng rất phổ biến trong kỳ Tam Điệp. Sau đó nữa thì Cope lại gộp Episcoposaurus vào Typotorax và lại cho rằng chúng thuộc về nhóm Brincocephalia, hay còn gọi là bò sát gai lưng, một bộ bò sát bao gồm kỳ đà Tuatara ngày nay. Ông nghĩ rằng lớp giáp của chúng là một đặc điểm truyền tiếp giữa bò sát gai lưng và rùa. Phải đến năm 1889, Itosauria mới được xác lập là một nhóm riêng biệt bởi hai nhà khoa học người Anh, đó là nhà tự nhiên học Richard Lydekker và nhà động vật học Henry Ailey Nicholson. Theo quan điểm của họ thì Itosauria là một trong ba phân bộ của bộ cá sấu, hai bộ còn lại gồm Parasuchia và Ursuchia. Họ cũng nghĩ rằng Itosauria tương tự với cá sấu ngày nay, bất chấp việc chúng có khối xương bàn chân dài hơn. Năm 1896, đối thủ của Edward Rinker Cope là Othniel Charles Marsh cũng phát hiện một chi Itosauria mới là Stegomus. Không giống như Cope cũng như nhiều nhà cổ sinh vật học khi đó, Othniel Charles Marsh cũng nghĩ Stegomus thuộc Phytosauria như Typotorax của Cope và ông xếp chúng vào nhóm Itosauria do Lydekker và Nicholson thành lập. Tuy nhiên, khác Lydekker và Nicholson, Marsh tin rằng Itosauria có họ hàng gần với khủng long hơn cá sấu do có khối xương bàn chân dài. Trong những năm sau này, nhờ những hóa thạch mới hoàn chỉnh hơn, những nghiên cứu mới, hiểu biết mới về các nhóm thần lằn chúa, trong đó có Pseudosuchia. Ngày nay, các nhà khoa học xếp Itosauria vào Pseudosuchia, một trong hai nhánh chính của thần lằn chúa Acosauria. Itosauria vì thế là một người họ hàng cổ xưa của cá sấu hiện đại. Cho đến ngày nay thì đã có khoảng 20 chi Itosauria được mô tả và định danh. Trong đó hầu hết được xếp vào họ Stagonolepididae,
Họ được thành lập và đặt tên dựa trên chi Itosauria đầu tiên mà người ta từng nhầm với cá cổ đại, Stegonolepis. Itosauria nghĩa đen có nghĩa là thằn lằn đại bàng, nhưng dịch sang tiếng Trung thì là kiên tích, trong đó kiên có nghĩa là chắc chắn, kiên cố, còn tích có nghĩa là con thằn lằn. Chữ kiên này đương nhiên muốn đề cập tới đặc điểm quan trọng nhất của các chi và loài trong nhóm Itosauria, đó chính là lớp phòng thủ chắc chắn bằng những chiếc vảy xương xếp san sát và chặt chẽ với nhau, trông giống như một tấm áo giáp. Tiêu đề của video này là cá sấu lai giáp long, nhưng đó chỉ là cách ví von mà thôi. Chứ thật ra mà nói thì chính khủng long bọc giáp như Ankylosaurus đã sao chép thiết kế của các Itosauria thông qua một quá trình gọi là tiến hóa hội tụ mới đúng. Các vảy xương của các Itosauria thường có hình tứ giác, mặt trên sần sùi và mặt dưới thì nhẵn. Phần bên trong của mỗi vảy xương được làm từ xương xốp, còn các phần bên ngoài sẽ được làm bằng xương đặc. Khi còn sống thì chúng có thể được bọc thêm một lớp phủ bằng keratin nhằm tăng độ chắc chắn. Những vảy xương này được xếp thành 4 hàng chạy dọc mặt lưng của con vật, tạo thành một thứ giống như mai của rùa. Đó cũng là lý do mà Cope từng nghĩ rằng Itosauria là một trạng thái chuyển tiếp giữa bò sát gai lưng và rùa. Hai hàng ở giữa thường có chiều dài lớn hơn chiều rộng, có nhiều sần và rãnh. Hai hàng ở ngoài thì nhỏ hơn, nhưng có thể lồi hẳn ra tạo thành hai hàng gai chạy dọc cơ thể. Một số gai có thể rất dài và nổi bật như ở Desmatosuchus. Ở hầu hết các Itosauria, phần bụng dưới cũng được bảo vệ bởi vảy xương, nhưng vảy xương ở bụng thường nhỏ hơn và phẳng hơn vảy xương ở lưng và có nhiều hàng hơn, có thể từ 5 cho đến 14 hàng. Chúng thường cong hướng ra ngoài và tách ra ở hông, chứa một khoảng trống lớn cho lỗ huyệt. Nhìn chung thì các loài Itosauria trông không khác gì một chiếc thiết giáp hàng nặng của kỷ tam điệp, và bất kỳ kẻ săn mồi nào muốn sơn một con Itosauria trưởng thành full giáp đều là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, do có lẽ đầu tư mạnh tay cho bộ giáp để bảo vệ cơ thể, cái đầu của Itosauria khá nhỏ so với cơ thể của chúng, hình dạng cũng khá đặc trưng. Ở phía trước của xương tiền hàm trên và xương hàm dưới đều không có răng, răng chỉ mọc ở phần sau của hai hàm. Răng của Itosauria nhỏ, có dạng hình chóp nhọn lẫn hình chiếc lá với răng cửa lớn. Đây là một dấu hiệu cho thấy các loài Itosauria là những loài ăn thực vật hoặc ăn tạp, không phụ thuộc cá nhiều vào thịt. Thật khó để tưởng tượng cá sấu lại có những người họ hàng thích ăn thực vật đúng không nào, nhưng chúng thật sự có tồn tại, và đó chính là các Itosauria. Khẩu phần thực vật của chúng có lẽ bao gồm các loài thực vật phổ biến vào thời đó như dương sĩ hoặc hạt dương sĩ. Ở một số loài thì phần đầu mõm còn mở rộng sang hai bên, tạo thành cấu trúc giống như hình chiếc xẻng giống như mõm của heo ngày nay vậy, trông rất độc đáo. Cấu trúc này có lẽ giúp chúng đào đất để lấy củ hoặc rễ cây. Một số loài có thể ăn xác thối, ấu trùng hoặc côn trùng mềm. Ngoài trừ bộ giáp và cái đầu khác biệt, phần còn lại của bộ xương các Itosauria có thể coi là mang những đặc điểm khá tiêu chuẩn của nhóm Saurischia kỷ tam điệp. Chúng có tư thế chân thẳng giống như các Rheosuchia ăn thịt, chi trước nhỏ hơn khá khá so với chi sau. Tuy nhiên, cơ thể nặng nề với lớp giáp chắc chắn sẽ khiến chúng phải đi bằng cả 4 chân, thay vì có thể đi bằng 2 chân như một số Rheosuchia. Nhỏ nhất trong các Itosauria có lẽ là Itosaurus ferratus, với chiều dài chỉ khoảng 90cm, trong khi đó lớn nhất có thể là Desmatosuchus, có thể dài từ 4,5 cho đến 5m. Có thể chúng không quá to lớn nếu so với khủng long sau này, nhưng nên nhớ rằng chúng cùng với những người họ hàng Saurischia khác đã từng rất thành công, lấn át tổ tiên của khủng long cũng như những loài khủng long đầu tiên trong suốt kỷ tam điệp. Chỉ có sự kiện tuyệt chủng diễn ra vào cuối kỷ tam điệp mới khiến chúng phải bước xuống để nhường lại vị thế thống trị cho khủng long. Cũng giống như cá sấu ngày nay, các Itosauria là loài đẻ trứng và thậm chí chúng có thể biết xây tổ, biết bảo vệ trứng cũng như con non. Các nhà khoa học đã từng khám phá ra những hóa thạch dấu vết nghi là tổ của Itosauria có niên đại vào kỷ tam điệp khoảng 220 triệu năm trước, có hình dạng rất giống tổ của cá sấu ngày nay ở Mỹ và ở Ý. Tuy nhiên, trong khi những chiếc tổ ở Mỹ bị nghi ngờ và có thể là dấu vết ngẫu nhiên do thời tiết gây ra, thì những chiếc tổ ở Ý có vẻ đáng tin hơn khi người ta tìm thấy những dấu chân tương tự dấu chân của Itosauria ở ngay gần đó. Ngày nay thì hóa thạch của Itosauria được tìm thấy ở rất nhiều nơi trên thế giới, từ châu Âu cho đến Bắc Mỹ, từ Nam Mỹ cho đến châu Phi. Chúng chỉ không phổ biến lắm ở châu Á, với ngoại lệ là Ấn Độ. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.